Thời tiết lạnh kèm theo mưa ẩm trong những ngày này là nguy cơ xuất hiện và gia tăng nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như là sởi và ho gà. Đây là nhận định của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khi đánh giá về tình hình dịch bệnh trong những ngày Tết Ất Mùi sắp tới. Cục Y tế Dự phòng cho biết, các trẻ bị mắc ho gà, sởi, nhập viện chiếm tỷ lệ cao trong những ngày này là do chưa tiêm hoặc chỉ hoãn tiêm phòng các bệnh trên. Trong đó, nhiều trường hợp cố chờ đợi tiêm vaccine dịch vụ. Chỉ trong tháng 1 có tới 10 tỉnh thành có bệnh nhân mắc sởi: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên với 133 trường hợp mắc bệnh. Còn với bệnh ho gà, trong năm 2014 ghi nhận có 81 trường hợp mắc, nhưng chỉ tính riêng tháng 1 năm 2015 đã có 18 ca rải rác tại 6 tỉnh thành phố trong cả nước. Hai loại dịch bệnh này có thể sẽ tăng trong dịp Tết Ất Mùi 2015 và các tháng tới. Nguyên nhân là do còn nhiều trẻ chưa được tiêm, trì hoãn tiêm mà hiện thời tiết lại rất thuận lợi cho hai bệnh kể trên gia tăng. Nếu vừa rồi chúng ta không làm chiến dịch tiêm sởi từ 1 đến 14 tuổi như là sởi và rubella thì có thể cũng không loại trừ được dịch sẽ bùng phát. Vì hiện nay Mỹ văn minh như thế còn quay lại dịch, báo cáo chính là như vậy. Cho nên mà để Tết thuộc ra riêng mà quay lại dịch thì cả hệ thống y tế chúng ta vất vả. Bộ Y tế cũng cho biết, ngành y tế phải có trách nhiệm tuyên truyền, cung cấp thông tin các dịch bệnh cho báo chí, không được giấu dịch, đặc biệt phải rút kinh nghiệm từ vụ dịch sởi bùng phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong những tháng đầu năm 2014.